Kính chào quý anh chị em đang xem video của em là Tú trên review mua bán trao đổi đồng hồ Thụy Sĩ chính hãng. Và hôm nay thì em sẽ trên tay giới thiệu review chi tiết cho anh em một mẫu đồng hồ của thương hiệu Rolex. Đây là một chiếc hàng mới 100% nguyên siêu full set, thì anh em sẽ thấy được những cái phụ kiện đi kèm. Chúng ta sẽ có đó là hai quyển sổ, một tấm thẻ và một cái bao da đựng thẻ như thế này. Đó, hai quyển sổ này thì vẫn sẽ thuộc dòng Datejust thôi. Với quyển sổ Worldwide Service này thì quyển sổ Lào cũng như quyển sổ Lào cả. Và ở đây thì em sẽ có một cái tấm tag Superlative Certified, là một cái tấm tag chứng nhận cho bộ máy. Cùng với đó, đây là cái tấm thẻ cực kỳ quan trọng của một chiếc Rolex anh em nhé. Với tấm thẻ này, chúng ta sẽ có đầy đủ mã máy, số series và sẽ được bảo hành service chính hãng tại Việt Nam. Còn ở mặt sau thì anh em sẽ thấy được mã máy, số series. Thì số series em xin phép em che đi, tại vì đây là một chiếc hàng mới. Và em này của em sẽ có mã đó là 126233. Với 126 thì anh em sẽ có đó là một chiếc đồng hồ đời mới nhất của Rolex sử dụng bộ máy mới 3235 và 233, tức là size 36mm và demi vàng. Ví dụ như 231 thì sẽ là vàng hồng, 234 sẽ là thép, còn nếu mà 333 thì sẽ là 41mm anh em nhé. Còn ở mặt dưới thì chúng ta sẽ thấy được date mua sẽ là vào date là 11 tháng 3 2022. Hiện tại thì mới là đầu tháng 8 thôi. Thì em này của em còn gần nguyên 5 năm bảo hành. Và khi mà anh em mua tại bên em thì em vẫn sẽ bảo hành cho em đó là 5 năm theo chính sách bảo hành hàng mới. Và em bao quay đầu lên đời bất cứ khi nào anh em có nhu cầu. Em chỉ bán hàng chính hãng, bởi vậy anh em tuyệt đối an tâm và em chịu mọi hoàn toàn trách nhiệm về sản phẩm của mình. Với tấm thẻ này thì chúng ta có thể mang vào hãng để service thoải mái. Và bây giờ em sẽ cùng trên tay cho anh em về mẫu sản phẩm Rolex Datejust 126233. Em này của em thì sẽ có size 36 này và thân vỏ sẽ được kết hợp giữa vàng 18K, có màu vàng và thép không rỉ 904L. Với size 36 thì anh em cổ tay vừa và nhỏ là một cái size cực kỳ yêu thích dành cho anh em có cổ tay vừa và nhỏ. Mặt số đen kết hợp với vàng thì vô cùng nổi bật, chúng ta có thể thấy ngay từ đầu đó là cái phần thân vỏ của chiếc này cực kỳ nổi bật đúng không anh em? Cọc số kim cương là một cái phần option cực được nhiều anh em lựa chọn nhất. Cùng với đó cái liềng khía cũng tăng độ bắt sáng lên rất nhiều. Về phần mặt số thì anh em sẽ thấy được một cái phần mặt số đen tuyền như thế này. Và nếu mà chúng ta để ý kỹ vào cái phần mặt số này, chúng ta sẽ thấy được các đường led chảy tia siêu nhỏ. Với phần mặt đen này thì nó sẽ không rõ đường chảy tia, nhưng khi mà chúng ta nhìn vào phần mặt số nó sẽ có chiều sâu hơn rất nhiều. Trên phần mặt số này thì chúng ta sẽ thấy được dòng chữ Rolex Oyster Perpetual và dòng chữ Datejust được in mực trắng. Cùng với đó ở bên dưới trụ kim chúng ta sẽ có là dòng chữ Superlative Chronometer Official Certified. Ô lịch thì sẽ được trang bị ở góc 3 giờ với đến background màu trắng chữ đen rất nổi bật. Và các cọc số thì sẽ là cọc số kim cương tự nhiên này. Và sau đó để nhìn cho cái phần cọc số này nó to, nó đẹp hơn thì Rolex họ có chế tác thêm một cái đế bằng vàng 18K và được gắn nổi lên trên phần mặt số bao này viên kim cương. Chúng ta có thể thấy kỹ được các đường góc cạnh được Rolex họ chế tác rất đẹp ở trên cái phần cọc số bằng vàng, bởi vậy nó nhìn cái phần cọc số này nó lấp lánh cực kỳ đẹp anh em nhé. Một cái logo vương miện bằng vàng được gắn nổi lên trên phần mặt số góc 12 giờ tạo điểm nhấn. Và bộ kim thì bộ kim này sẽ đặc trưng của dòng Datejust rồi, là một cái bộ kim bằng vàng 18K và thiết kế kiểu kim vuông. Với các mẫu sử dụng cọc số index, cọc số vạch thì trên cái phần thân kim sẽ được gắn thêm dạ quang. Còn với cọc số kim cương thì toàn bộ sẽ là làm bằng vàng hết. Còn ở vòng artery ngoài cùng chúng ta sẽ thấy các vạch chia phút được Rolex họ in theo kiểu các ô hình chữ nhật tạo điểm nhấn cho cái phần cọc số bên ngoài cùng. Vì đây là một cái mẫu đồng hồ mới, đời mới thì chúng ta sẽ có một cái vành chạy chữ Rolex được Rolex họ khắc laser chạy xung quanh cái phần vành bên trong phần mặt số này. Và khi mà chúng ta di chuyển đến góc 6 giờ, anh em sẽ thấy được một cái số series của chiếc này được khắc ở bên dưới này. Tất cả các mẫu đời mới của Rolex thì đều được khắc số series ở bên dưới góc 6 giờ. Mặt kính của chúng ta sử dụng sẽ là mặt kính sapphire nguyên khối và mặt kính này thì nó sẽ chống xước tuyệt đối rồi. Và chúng ta có thể thấy phần mặt kính của Rolex siêu trong đúng không anh em? Mặt kính siêu trong. Chúng ta sẽ có thêm một cái ô lịch cũng như cái phần lúp ở bên trên cái phần mặt kính này để giúp cho cái phần ô lịch này nó to, nó rõ ràng hơn. Anh em xem lịch cũng như xem giờ cực kỳ dễ dàng. Phần mặt kính này cũng được Rolex họ chế tác cao hơn so với phần mặt liềng, và nó sẽ tăng cái độ dày của chiếc đồng hồ này lên. Vì đây một cái mẫu đồng hồ size 36 và độ dày nó sẽ khoảng tầm 12 mm. Thì với cái size này, đây là một cái thiết kế free size cực kỳ dễ đeo. Anh em cổ tay nhỏ, cổ tay vừa, cổ tay to cũng đều có thể trải nghiệm được cái mẫu sản phẩm này. Tại vì thứ nhất đó là cái độ dày cao này, cái phần càng được làm dài, và size 36 này, size mặt 36 này. Sau đó chúng ta có thêm phần liềng, cùng với đó đến phần mặt kính. Bởi vậy đây là một cái thiết kế cực kỳ hài hòa, cực kỳ đẹp, lên tay rất đẹp anh em nhé. Còn đến với phần thân vỏ thì anh em sẽ được trang bị thân thép không rỉ 904L, hay còn được Rolex họ gọi đó là thép Oyster Steel, là một cái loại thép có cái độ cứng, độ chống ăn mòn, độ sáng vượt trội so với loại thép 316L. Đi cùng với đó chúng ta sẽ có là 3 chỉ ở giữa được làm bằng vàng đúc nguyên khối 18K màu vàng vàng. Màu vàng vàng này thì nhiều anh em sẽ thấy nó sẽ hơi đứng hơn so với màu vàng hồng. Màu vàng hồng thì nó kiểu nó liền lã trẻ trung, còn màu vàng vàng này thì nó sẽ hơi đứng một chút, nhưng mà cũng tùy vào từng anh em thôi. Nhiều anh em lại thích cái màu vàng này bởi vì các anh ấy bảo là màu vàng này mới giống vàng 18K. Bây giờ thì em sẽ bỏ cái gối này ra để anh em có thể thấy được cái vẻ đẹp của cái phần thân vỏ chiếc này. Chúng ta có thể thấy các đường led được sắc cạnh được Rolex họ chế tác cực kỳ bén như thế này. Đó, trên phần thân vỏ nhé. Với đời 126 đời mới như này thì được Rolex họ làm gọn hơn và sắc cạnh hơn. Tuy vẫn cùng size 36 với đời 116, nhưng chúng ta nếu mà so sánh để hai chiếc vào với nhau thì chúng ta có thể thấy chiếc đời 126 này nó sẽ gọn hơn một chút. Phần lúm sẽ được trang bị ở góc bên tay phải của em. Với phần lúm này chúng ta sẽ có đó là lúm scale down. Thì với cái lúm này anh em sẽ cần mở ngược ra để mở lúm nhé. Sau khi mà ra hết được gen thì anh em có thể lên được cốt tay và rút ra một lớp, sẽ chỉnh lịch của chiếc này. Rút ra lớp thứ hai, sẽ chỉnh giờ. Và khi đóng lại anh em ấn và xoáy lên. Và đóng chặt lúm chúng ta sẽ có độ chống nước sẽ là 100 m. Rửa tay đi mưa nhẹ nhàng, rất thoải mái với một sản phẩm này. Bộ dây Jubilee thì quá đẹp rồi, một bộ dây chuẩn dresswatch, chuẩn thanh lịch cho anh em yêu thích một chiếc đồng hồ dây kim loại nhưng vẫn có cái led công sở mềm mại, nhẹ nhàng, tinh tế để đeo hàng ngày, đeo đi chơi, đeo đi làm. Bộ khóa thì chúng ta sẽ thấy được một cái bộ khóa có tên đó là bộ khóa Oyster và được thiết kế kiểu khóa hộp hình chữ nhật. Thì với khóa này thì chúng ta sẽ thấy trên toàn bộ các mẫu đời 126 sử dụng dây Jubilee của Rolex. Và khi muốn đóng khóa anh em bấm cái khóa lại thì chúng ta sẽ thấy được một cái phần khóa rất nổi bật ở mặt sau của cổ tay. Khóa này có một điểm đặc biệt nữa đó là ở mặt sau của phần khóa này chúng ta có một cái mắt gập như này. Với mắt gập này thì anh em có thể nới rộng hoặc thu ngắn lại cái chiều dài của bộ dây tùy ý mà không cần phải cắt mắt hay tháo dây gì cả. Đời khóa Oyster này thì chúng ta sẽ thấy cái bộ khóa cực kỳ chi tiết và rất gọn gàng như thế này. Ở mặt sau thì toàn bộ sẽ đánh kín và sẽ được đánh phay xước. Bộ máy trên này sử dụng sẽ là một bộ máy có tên Rolex 3235, là một cái bộ máy in-house do chính Omega phát triển và chế tác. Thì cái bộ máy này sẽ bao gồm 14 bằng sáng chế và 2 cái chứng nhận về độ chuẩn xác. Chứng nhận đầu tiên là COSC, là một cái cơ quan kiểm định của Thụy Sĩ. Thì với cái chứng nhận này anh em sẽ có một cái bộ máy cộng trừ không quá 4 đến 6 giây trong mọi điều kiện môi trường. Và chứng nhận thứ hai đó là chứng nhận Superlative Chronometer. Khi mà anh em nhìn trên cái phần mặt số sẽ được in dòng chữ này và trên cái tấm tác tròn màu xanh. Thì với cái chứng nhận này anh em sẽ có độ chính xác cao hơn rất nhiều, đó là cộng trừ không quá 2 giây một ngày, nhanh không quá 2 giây, chậm không quá 2 giây. Trong mọi điều kiện, mọi môi trường, cái bộ máy này vẫn sẽ giữ nguyên cái độ chính xác đó. Và em bán rất nhiều Rolex rồi, cũng như được rất nhiều anh em phản hồi lại thì đều cho cái phản hồi rất hài lòng và rất kinh ngạc khi một cái bộ máy cơ khí lại có thể chuẩn xác đến như vậy. Một bộ máy này một tháng không sai dây nào, đó là chuyện rất bình thường. Và bây giờ thì em sẽ lên tay thử cho anh em về mẫu sản phẩm này. Chúng ta sẽ có một cái size rất dễ đeo, cổ tay của em là cổ tay 16, 16.5. Chúng ta có thể thấy khi mà đeo lên tay của em một cái size 36 nhưng đeo không khác gì size 40 của các hãng khác cả. Tay 16 đeo rất đẹp, tay 15 cũng đeo ok với một sản phẩm này. Dòng Datejust thì chỉ có size 36 và 41 thôi. Bởi vậy cổ tay anh em tầm trung và nhỏ thì lên đeo size 36 sẽ là đẹp nhất. Còn với anh em có cổ tay to thì có thể lựa chọn giữa size 36 và size 41 để cũng tùy vào cái sở thích và cách phối đồ của anh em. Model này của em thì em đang giao lưu với anh em một mức giá cực kỳ tốt, đó là 385 triệu một chiếc hàng mới full set tháng 3 2022. Và model này của em đang sẵn tại shop và em đang cầm trực tiếp review trên tay. Anh em có thể qua shop em tại 2 shop ở Hà Nội cũng như một shop trong thành phố Hồ Chí Minh để giao dịch cũng như qua xem trực tiếp mỗi sản phẩm. Nếu mà anh em ở tỉnh thành khác ngoài Hà Nội hay ngoài thành phố Hồ Chí Minh mà không có thời gian lên được shop em thì có thể cọc cho một chút thiện chí, sau đó em sẽ trực tiếp em cầm chiếc này đến tận nơi, đến tận cơ quan làm việc của anh em. Sau đó chúng ta sẽ gặp gỡ, giao lưu và anh em có thể xem và em cắt mắt, anh em có thể đeo luôn, trải nghiệm luôn cái mẫu sản phẩm này. Số điện thoại của em thì em có để dưới góc màn hình 0366621996. Em có sử dụng cả Facebook, cả Zalo với số điện thoại này. Anh em có cần em tư vấn bất cứ một mẫu sản phẩm nào hay đơn giản chỉ là muốn đổi các lên đời thì cứ alo, gửi ảnh full trực tiếp cho em. Đây là video mà em review trực tiếp thì anh em thấy video này của em có một chiếc đồng hồ đẹp thì hãy cho em xin một like và một subscribe. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Em xin kết thúc video tại đây.